សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់ជើងទាក់ទងនឹងមជ្ឈុំស្ថិតិអញ្ចឹងគេថាតារាងខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញពីពិន្ទុគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី9នៃអនុវិទ្យាល័យ1អញ្ចឹងពិន្ទុគេដាក់ចន្លោះពី40ទៅ50ហើយ50ទៅ60រហូតដល់9 90ទៅ100ចំនួនសិស្សមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងជំហានដំបូងគេថាសង់តារាងបង្ហាញពី frequency S frequency កើន frequency ថយហើយនឹងផ្ចិតនៃថ្នាក់ X និង F គុណ X ពេលដល់លេខ2គេឲ្យគណនា mode មធ្យមនិងរកថ្នាក់នៃពិន្ទុដែលជាមេយ៉ានៃតន័យខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងអាចដោះស្រាយបែបមួយមួយសិនមកយើងសង់តារាងសិនអញ្ចឹងយើងគួរសង់មែនបាយអញ្ចឹងយើងសង់សិនមកគេយក6គុណ8ហ្នឹងមកអញ្ចឹងតំណែងយើងរបស់យើងទី1គឺយើងអាចថាយេបន្ទុកហើយបន្ទុកយើងគឺមាននិយាយពីចន្លោះពីម៉ាន40ទៅ50ពី50ទៅ60ពី60ទៅ70ទាំងពីមែនពី70ទៅ80ពី80ទៅ90ហើយនឹងពី90ទៅ100បន្ទុកមកយើងអញ្ចឹងចំនួនសិស្សគឺយើងតាំងចំនួនសិស្សយើងតាំងដល់សក F អូខេអញ្ចឹងមាន8 20 18 30 17 ហើយនឹង7អញ្ចឹងយើងអាចបូកសរុបកន្លែងនេះសិនមកយើងបូកមកជួរហ្នឹងយក8បូក20អូខេអញ្ចឹងយក8បូក20បូក18បូក30បូក17បូក7មកឃើញ100មានន័យតន័យយើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺ100តោះមកយើងអាចហៅ frequency កើនគឺ frequency កើនយើងដំបូងយើងធ្វើម៉េចfrequency កើនយើងអាចយកដំបូងគឺ8 8ហើយយើងបូកជាមួយនឹង20មកបាន28 28បូក18បូកប្រដាក់អញ្ចឹងមកឃើញ46អញ្ចឹង46បូក30ឃើញ76 76បូក1793អញ្ចឹង93បូក7ឃើញ100នេះគឺ frequency កើនពេលដល់ frequency ថយយើងធ្វើមិនត្បូងយើងដាក់100សិនមក118ឃើញ92 92ដល់20ឃើញ72 72ដល់18 54
hai bốn đó xem sắp mà phải bốn đó đồng bao khinh bờ cho nên phải con thoại về đó thật chất chất này thế được rồi dương chất dương xe chẳng mà chất này thế này nhưng tăng đó sao ít chẳng đồng bào chất này thế này dương thương mình nếu dùng dụng bình tụ này trở lại này cứ dụng xe sấp bộ mùi nó hay sấp chẳng phí chẳng dương thương xe sấp hẻm nó trở lại chẳng tiền thông đi mà sử dụng ok chẳng cái này cứ đôi khi đá dùng vô mà anh hai sắp bộ mùi năng học sắp nó chẳng bị đá chẳng khơi mà anh hai phẹn chẳng đi khơi dừng thua đôi khi mà học sắp bộ chất sắp khơi chẳng bị mà khơi phẹn chất sắp bộ bài sắp chẳng bị mà bán chất phẹn bạn bộ cái sắp chẳng phí mà khơi bạn thèm cái sắp bộ một rồi chẳng phí mà khơi cái thèm tao mà dương hồ mùi tích cư nè f x f con mùi x chẳng nè f nè x nè x chẳng dùng vậy con năng sai thèm vậy con sai thèm khơi mà khơi bây giờ học bây giờ mà thấy con chú mùi năng hẹp hẹn mà thấy con mùi hẹp hẹn khơi mùi bốn mùi rối tao mà giờ đầm bấy con chú mùi năng học hẹn khơi mẹn đầm bấy con mùi năng học hẹn khơi một bốn một rồi chất sập tao mới vô xem sắp con chùm mùi nâng chất phèm vô xem sắp ní con mùi nâng chất phèm á thôi mình bì bốn bì rồi hai sắp tao mới vô đâm bó con chùm mùi nâng bát phèm khơi mùi bón buồn hỏi xe sprem tỏ mà dù dùng bó con dù mùi năng cao sprem bó con mùi năng cao sprem khơi bù mùi rồi hốc sprem chân cái này dù đã bị sạch lọc mà chân cái này dù bộ mà chua này sạch lọc đây mà khơi mà giờ bây giờ học bộ chỉ mỗi năng quan mà rồi bộ mỗi năng này mọc quan mà rồi chất sấp bộ chỉ mỗi năng pi quan pi rồi hai sấp mà những bộ năng mà mọc quan bộ nói sai phạm bộ mỗi rồi học phèn xem à mùi bón mùi nói cái sập nhưng khinh bình chẳng những thưa tìm mùi hao ấy chung lại bỏ tìm dương tìm mùi chẳng như mơ tìm pi cái kẻ niềm mốt tìm pi kẻ niềm mốt kẻ mốt mốt dương tăng âm ô chẳng là vậy để ca lang sang dương ghế mà nè cứ xem sập chẳng một dương cứ nơ một dương cứ nơ trở lắng cứ nè phân tụ bị chất sập từ bạch sập nếu chỉ chung lại bởi dương
Tôi mong kia ai rô ai kia mà xung. Mà xung. Ít ba dân cư xung mà xung mùi năng. Ai kia F, X, F cùng một X sở nó chạy mùi năng ai kia F. Chạy mùi. Dân liệt chùm lời dân F, X dân cư mà anh bùm mùi rồi. Bùm mùi bón, bùm mùi rồi, cao ư, nó. ពុំមួយពាន់ពុំមួយរយកៅសិបចែកជាមួយនឹងអហ្វយើងគឺសរុបមួយរយអញ្ចឹងពេលយើងចែកមកឃើញហកសិបប្រាំបួនចុចប្រាំបួននេះជាចម្លើយរបស់យើងតើមកគណនាអីគេមួយទៀតគឺមេយ៉ានរកថ្នាក់នៃពិន្ទុដែលជាមេយ៉ាននៃទិន្នន័យ chứng mê dàn chứng cứ những ô mê dàn mà chứng ti tăng bao dương cứ mạnh ti tăng rùm một dương cứ ấn bộ muối chành pì chứng ấn dương cứ mà rỗi bộ muối chành pì mà khơi mạnh ha sấp chích pram chứng nơi ti tăng cứ nơi ti tăng ti hà sắp nâng hà mùi chẳng những bộ mà nhận được tì tăng này nè cứ mày dàn dưỡng cứ nơ chẳng ẩm y dưỡng cứ xem mùi nâng ghế nơ thế này chất sắp bát sắp này nên xin lại bỏ dưỡng.